chú cá mập trắng khổng lồ với hàng trăm vết sẹo giang hồ nhất đại dương. Mới đây, một chú cá mập với vẻ ngoài cực hiếm đã được phát hiện ở gần quần đảo Neptune, phía nam nước Úc, một khu vực khét tiếng là nơi sinh sống của khoảng trên dưới 1.000 con cá mập trắng. Nên nói với The Sun, chưa từng có ai nhìn thấy con cá mập trong tình trạng như thế này trước đây. Chúng tôi nghĩ rằng con cá mập này đã từng đi săn rất nhiều cá đuối gai độc, đuổi bắt vào những khu vực dạng đá nông, nơi này rất sắc nhọn nên có thể đã cào rách cơ thể con cá. Như một con vật trông rất sẹo thế này thì ngầu đấy chứ, Dean cho hay. Giáo sư Gianni Papatamati, một nhà nghiên cứu làm việc tại National Geographic, lại cho rằng những vết sẹo có thể là do đánh nhau với những con cá mập khác. Ông nói, con cái thường bị sẹo do hành vi giao phối, nhưng con đực cũng có thể bị cắn khi phải tranh giành lãnh thổ với những con đực khác.